Xin chào các bạn nha. Hôm nay á mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt A318BT này của bên mình với điện thoại để các bạn in cái mã vân đơn trên tất cả các sàn thương mại điện tử luôn nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in nhiệt không cần phải bơm mực, không có sử dụng mực nha các bạn. Đó. Thì ở đây á các bạn có một cục sạc nè và một cái con dây cáp nguồn nè. Đó, các bạn gắm cái cục sạc vào cái cọng dây cáp, rồi các bạn gắm điện vào để các bạn mở cái máy in lên nha. Rồi gắm điện vào ha. Ở đằng sau các bạn nó có cái chui nè, các bạn gắm vào cái lỗ ở đây ha. Rồi ở đây nó cũng có một cái công tắc kế bên này các bạn, các bạn mở lên để mở nguồn lên nha. Rồi khi mà các bạn mở nguồn lên đó thì đèn đèn xanh ở đây nó sẽ sáng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái nắp này ra để các bạn bỏ giấy vào nha. Ở đây nó có cái lẫy nè, các bạn kéo dùng ngón tay chỏ các bạn kéo lên là nó sẽ bật lên nè, các bạn dở nó qua một bên nè. Rồi ok, thì ở đây là cái tờ giấy in test ở bên mình nè các bạn. Bên mình á là cái tờ giấy này á, các bạn sẽ bỏ vào á, là cái mặt nhám nó nằm ở trên và cái mặt bóng nó nằm ở dưới. Có nghĩa là cái mặt này á là các bạn sẽ lột ra nè, các bạn bỏ cái mặt sau, các bạn lấy cái mặt trên có keo nè, các bạn dán vào kiện hàng nha. Thì giấy bên mình á các bạn là một sấp như thế này nè, khoảng 80 đến 90 ngàn một sấp 500 tờ. Nó có keo dán y chang như vậy nè các bạn. Đó, nó có keo dán như vậy nè, các bạn tháo ra, các bạn lột ra, các bạn dán lên kiện hàng rất là nhanh. Cái khổ này là khổ 76130, rất là to nha. Khổ này là vừa nha các bạn, không cần phải khổ A6 đâu, khổ A6 nó to lắm, khổ A6 tới 150 nhân trăm lận. Ok, bây giờ các bạn đóng nắp lại nè. Rồi giấy ở đây thì mình sẽ bỏ vào mặt nhám mình để trên và mặt bóng mình để dưới nè, mặt trơn mình để dưới nha. Rồi nếu mà bạn nào mà để sai á là in nó sẽ không ra mực nha. Ok, thì giấy á các bạn đưa từ sau, các bạn đưa lên nè là nó cái máy nó sẽ tự động kéo cái giấy lên luôn cho các bạn nè. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái sàn thương mại điện tử Lazada nha các bạn. Thì trên sàn thương mại điện tử Lazada cũng vậy thôi. Các bạn vào trong cái Seller Center, sau đó các bạn vào trong cái đơn của mình, các bạn chuyển cái đơn đó qua bên cái Black Label rồi các bạn in thôi nha. Ok, ở đây mình ví dụ là mình có một cái đơn nè, đơn máy in nè. Rồi ở đây mình có cái đơn nha. Rồi mình cũng chuyển qua bên cái Black Label luôn nha các bạn. Thì cái đơn này mình đã xử lý rồi, mình bấm xử lý rồi nên mình không có bấm xử lý nữa. Những bạn nào mà chưa bấm xử lý thì các bạn bấm xử lý xong rồi các bạn bấm in, xong các bạn cũng chuyển qua phần mềm Black Label như bên mình luôn. Đó, sau đó rồi mình bấm in ở đây. Rồi những cái này là mình thiết lập một lần thôi, mình không cần phải thiết lập lại lần thứ hai nha các bạn. Hồi nãy mình đã thiết lập hết rồi nè, khổ giấy nè. Đó, bây giờ mình chỉ bấm in thôi, bấm kết nối máy in nè. Rồi bây giờ bấm in. Đối với cái máy in Bluetooth đó thì nó ra hơi chậm xíu nha các bạn, do cái tờ giấy này của mình nó bị hư nè. Để mình bấm in lại nha. Thêm một tờ nữa nha các bạn. Đây các bạn ha. Ok, để mình dùng cái phần mềm quét barcode, mình quét thử cái barcode cho các bạn xem nha. Đó, cái tờ Shopee nãy nè, để mình quét cho các bạn xem luôn nha. Đó, rất là nhạy nha các bạn.